chu trình chăm sóc da mặt hoàn hảo bạn cần biết, việc hiểu được những sản phẩm nào kết hợp tốt với nhau, các sản phẩm có lợi như thế nào đối với làn da và thứ tự sử dụng các sản phẩm là vô cùng quan trọng khi xây dựng quy trình chăm sóc da tốt nhất cho bạn. Hãy nhớ rằng nếu bạn có nhiều hơn một vấn đề về da, bạn có thể sẽ cần sử dụng nhiều hơn một sản phẩm điều trị hoặc sản phẩm điều trị tập trung. Với một chu trình chăm sóc da cao cấp hơn, một số thử nghiệm là cần thiết để tìm hiểu phương pháp và tần suất sử dụng nào có tác dụng tốt nhất. Tẩy trang. Đầu tiên bạn tiến hành tẩy trang nhẹ nhàng cho da. Việc tẩy trang sẽ giúp loại bỏ lớp trang điểm, bụi bẩn, dầu thừa, làm giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông gây ra mụn. Ở bước này, bạn lấy bông tẩy trang thấm qua nước ấm, sau đó lau nhẹ nhàng dưới mắt, vùng mũi rồi đến các vùng khác trên mặt. Tiếp tục bạn thấm thêm một miếng bông với sản phẩm tẩy trang, lau nhẹ nhàng để làm sạch toàn bộ vùng da mặt. Làm sạch nhẹ nhàng nhưng tốt, chỉ dùng đầu ngón tay hoặc khăn mềm, không dùng miếng chà nhám để làm sạch da mặt, bao gồm cằm, cổ, mặt trước và sau tai. Đảm bảo sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với làn da của bạn. Nếu bạn có một bước đột phá nhỏ, sữa rửa mặt trị mụn không kê đơn là một lựa chọn tốt. Chọn chất có chứa axit salicylic hoặc benpezoxyge. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc trị mụn theo toa nào, bạn sẽ cần sử dụng chất tẩy rửa nhẹ không chứa thuốc. Dùng toner. Tùy thuộc vào thành phần của toner bạn sử dụng có thể làm se khít lỗ chân lông, làm săn da, loại bỏ dầu thừa, làm đều màu da và dưỡng ẩm, hoặc một số loại thành phần có khả năng kháng khuẩn như tràm trà giúp chống lại mụn đầu đen và mụn bọc. Bạn sử dụng toner bằng cách thấm vào miếng bông và thoa đều trên mặt, nhẹ nhàng loại bỏ lớp trang điểm, cạn sữa rửa mặt và lượng dầu còn sót lại trên da. Chất làm se khít lỗ chân lông được tinh chế để loại bỏ dầu thừa trên da, cho nên nó phù hợp nhất cho các loại da dầu nhờn. Nếu da của bạn có xu hướng khô tự nhiên hoặc do bạn đang sử dụng các phương pháp điều trị mụn làm khô da, thì toner cấp ẩm là lựa chọn tốt hơn cho bạn. Các sản phẩm trị mụn nếu cần, sau khi nước hoa hồng, toner khô hoàn toàn hoặc sau khi bạn đã rửa sạch và lau khô mặt hoàn toàn, hãy thoa đều kem trị mụn theo hướng dẫn sử dụng. Đây có thể là thuốc do bác sĩ kê đơn, gel hoặc kem trị mụn không kê đơn. Bạn cũng cần để yên cho thuốc thấm và khô hoàn toàn trước khi thực hiện bước tiếp theo. Dưỡng da. Serum là một trong những sản phẩm trị mụn đắc lực cho làn da hiện nay, được điều chế với liều lượng một hoặc nhiều các thành phần hoạt tính tập trung. Những chất này có thể làm giảm thiểu một số vấn đề, từ các vết thâm cho đến những nếp nhăn mới hình thành. Thường ngay cả khi không có bất kỳ vấn đề cụ thể nào trên da, người ta vẫn cần một loại tinh chất chống oxy hóa nào đó vào mỗi buổi sáng hàng ngày để bảo vệ khỏi những tác nhân gây hại. Thành phần đặc trị. Có vô số lựa chọn cho các thành phần đặc trị. Dưới đây là một số loại thành phần có tác dụng rõ ràng trong điều trị và phục hồi cho da mụn. Bạn có thể tham khảo lựa chọn phù hợp với làn da của mình. Acid hyaluronic giúp giữ ẩm và củng cố chức năng hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa mất độ ẩm. Vitamin C giúp làm sáng da và giảm vết thâm sau mụn. Retinol, vitamin B3, peptide kích thích sản sinh collagen, elastin và các protein trong cơ thể giúp ngăn ngừa các nếp nhăn và chảy xệ da. Niacinamide làm dịu làn da mẩn đỏ và kích ứng bằng cách giảm viêm, cải thiện mụn trứng cá với tác dụng kháng khuẩn. Terpinen 4OL giúp kháng khuẩn và chống viêm, phá vỡ tính toàn vẹn của màng tế bào và làm suy yếu chức năng tế bào bằng cách ức chế hô hấp và sản xuất năng lượng của vi khuẩn sinh mụn, từ đó có thể hạn chế được mụn viêm, sưng đỏ. Terpinen 4OL là hợp chất có một lượng lớn trong tràm trà, qua kem dưỡng ẩm hoặc gel không chứa dầu. Dưỡng ẩm cho da dầu có vẻ hơi phản trực quan, nhưng đừng bỏ qua bước quan trọng này. Thuốc trị mụn có thể làm khô da, khiến da khát ẩm. Để giảm tình trạng da khô và bong chóc, hãy thoa kem dưỡng ẩm nhẹ 2 lần mỗi ngày. Kem dưỡng ẩm của bạn không phải để lại cho bạn cảm giác bóng và nhờn. Có rất nhiều loại kem dưỡng ẩm dành cho da nhờn hiện nay có khả năng hấp thụ đầy đủ và không làm nặng thêm tình trạng mụn. Gel và kem dưỡng ẩm thường nhẹ hơn kem. Dù bằng cách nào, hãy chọn loại được dán nhãn không chứa dầu và không gây dị ứng. Bạn có thể cần thử một vài nhãn hiệu khác nhau để tìm một nhãn hiệu ưng ý. Đừng quên kem chống nắng. Tác hại của tia UV đến da kinh khủng như thế nào thì chắc hẳn các bạn đã biết rõ. Do đó dù nắng hay mưa, đông hay hè, thậm chí là băng tuyết thì các nàng nhớ bắt buộc phải thoa kem chống nắng đủ lượng trước khi ra ngoài.